Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì luật sư Đoàn Thị Thiên Thâm Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện pháp luật. Tôi đi kiện ở tòa bị đơn chết, tôi phải làm sao? Khổ ghê á. Mình đã nộp đơn khởi kiện lên tòa là đã vất vả lắm rồi, đầy đủ thủ tục nhiêu khê, thời gian, công sức và tiền bạc. Bây giờ đụng cái ông bị đơn ổng chết, giờ biết kiện ai? Theo quy định của pháp luật nha quý vị và các bạn, Điều 74 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015, trong trường hợp đương sự là cá nhân đang tham gia tố tụng chết mà quyền và nghĩa vụ về tài sản của họ được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng. Đọc hoài thấy không hiểu. Bây giờ luật sư sẽ dẫn cho quý vị và các bạn hai câu chuyện thực tế. Hiện tại tôi, cái hồ sơ này tôi đang ở tòa án. Cả hai hồ sơ đều đang ở tòa án. Bị đơn là một trong một cái vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thực tế là nói tranh chấp quyền sử dụng đất vì bên cạnh là một cái hợp đồng vay tiền. Sau đó là ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cho nên cái ông khách hàng của tôi, ổng mới đi khởi kiện ở tòa. Thì ổng khởi kiện, ổng cho rằng là ổng là cái người mua đất thật sự. Còn cái phía bên cái bị đơn á, thì họ nói rằng là họ là hợp đồng vay tiền có lãi suất gì gì đó. Thì trong cái quá trình mà quý vị và các bạn biết không, nộp hồ sơ ở tòa rất là cực, vất vả lắm chứ. Nào là lại lên đơn khởi kiện nè, rồi bổ sung đơn khởi kiện nè, rồi lại xác định án phí nè, lên hoàn thiện một cái đơn khởi kiện rất là vất vả. Và đóng vào, và các bên đã đi đo vẽ, đã đi định giá rồi, hồ sơ vẫn chuẩn bị tới hồi mà gọi là lên bàn xét xử rồi. Thì đùng một cái bà bị đơn chết. Ông nói giờ sao luật sư? Tôi bỏ sao là sao? Ông nói giờ bị đơn rồi, họ chết rồi, bây giờ mình kiện ai? Thưa quý vị và các bạn, kiện những người hàng thừa kế của họ. Thì tôi sẽ nói một cái vấn đề cơ bản cho quý vị và các bạn về thừa kế trước đã. Ví dụ như bây giờ một cái bà A, bà có 1 tỷ đồng. Thì khi mà bà có 1 tỷ đồng, khi mà bà chết, tổng số nợ của bà nợ là 700 triệu đồng. Thì sẽ giải quyết hết cái bài toán số nợ 700 triệu đồng này xong, số tiền 300 triệu đồng này sẽ được chia cho khách hàng thừa kế của bà. Ngược lại, nếu như trong trường hợp bà này bả, di sản của bả là để lại là 1 tỷ đồng, tuy nhiên cái tổng cái số nợ của bả là cũng bằng 1 tỷ đồng này luôn, thì như vậy gợi được xem là cứng trừ. Trường hợp thứ ba, cái di sản của bả nhỏ hơn cái số nợ bả thiếu thì sao? Không lẽ hàng thừa kế lấy tiền ra trả? Thưa không, pháp luật dự liệu rồi. Trong trường hợp di sản nhỏ hơn cái số mà nợ thì người gọi các người hàng thừa kế chỉ phải thanh toán tới cái đồng cuối cùng. Giờ ví dụ đó, bà có 1 tỷ đồng di sản, tuy nhiên là bà nợ đến 1 tỷ 2. Thì như vậy, trong trường hợp này, bà chỉ, các hàng thừa kế chỉ có nghĩa vụ thanh toán, lấy cái tài sản của bà đem đi thanh toán thì thôi. Trở lại câu chuyện của mình nha quý vị và các bạn. Thì tôi bảo rằng là dễ lắm anh ạ. Thật ra thì luật có quy định rồi. Nếu trong trường hợp bị đơn chết thì những người hàng thừa kế của họ, hàng thừa kế thứ nhất của họ, thì bây giờ mời họ lên thôi. Mời họ lên là bây giờ
ba mẹ quý vị như vậy đã có xác lập hợp đồng mà đến nay cũng đã thanh toán như vậy đó. Nếu quý vị và các bạn hàng thừa kế của cái người chết này gồm có mấy người thì cung cấp cho tòa, và từng ý chí của những người sẽ bổ sung cho tòa, và thế là tòa xử thôi. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai tôi sẽ nói tặng quý vị và các bạn. Ông A có miếng đất, ông B có miếng đất liền kề, hai bên ở xa lắm cho nên lại mua về ở một cái vùng nông thôn để mua để trồng cây. Thì do không có cái người chủ, họ không có xác định rõ ranh giới, thì cái ông B này ổng lại đi trồng đất trên đất của ông A. Thì quý vị và các bạn biết rồi, trồng đất, trồng cây trên đất mà không phải là một năm đâu, những 10 năm, 15 năm cây thu hoạch trên đất. Thì ông A ổng thấy là ủa, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là 1.000 mét, nhưng mà sao mà tôi cũng không biết đất rộng người đông, tôi cũng không biết. Sau khi mà tôi đo vẽ thực tế thì địa chính nói là cái ông hàng xóm á, ổng lấn qua ổng trồng cây trên đất. Thì giờ tôi đi kiện, ông A ông đi kiện tòa, đang khởi kiện đùng cái ông hàng xóm ông chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ sao? Không lẽ bỏ cuộc? Thực tế cũng có rất nhiều trường hợp, quý vị và các bạn ạ, thực tế vẫn có nhiều trường hợp. Trong trường hợp là nguyên đơn không còn ai kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng thì tòa án ban hành cái quyết định đình chỉ. Cũng như nếu trong trường hợp bị đơn, tôi chỉ đưa ra ví dụ bị đơn thôi. Còn sau này nguyên đơn thì nếu quý vị và các bạn có nhu cầu thì tôi sẽ làm tiếp, luật sư sẽ làm tiếp. Thì như vậy, quý vị và các bạn biết không, khi mà cái ông hàng xóm ông chết á, thì cái ông là bị đơn chết á, thì cái ông nguyên đơn ông nói giờ sao? Thì tòa bảo chính ông là người phải cung cấp cho chúng tôi những cái người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng, bao gồm ba mẹ của ông hàng xóm, tất cả các con của ông hàng xóm. Và khi tòa án triệu tập và lấy ý kiến của từng người thì có thể các người đó có ý kiến là họ trả lại đất thì quá tốt, còn họ có ý định là họ nói là thôi thì bây giờ ba tôi hay là con tôi trồng cây trên đất thì bây giờ tính lại cho tôi, thỏa thuận lấy lại 5 đồng, 3 đồng theo thỏa thuận hoặc theo bản án của tòa thì xong cái vụ kiện. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn thì trong cái việc làm chương trình tôi cũng muốn thoát ly, tôi muốn tạo cho quý vị và các bạn một cái cảm giác thoải mái như trong một cái câu chuyện của gia đình mình. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy luật sư Thu cần chỉnh trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta như thế nào thì hãy mạnh dạn ở phía dưới để dưới comment. Nhưng mục đích của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là cho nam phụ lão ấu, không phân biệt giới tính, không phân biệt tôn giáo. Cho nên quý vị và các bạn biết không, để làm được cái video như thế này thì tôi phải ở lại sau 5 giờ. Sau khi gọi là toàn bộ cái công việc chỉnh chu cho nó xong trong cái công việc của văn phòng, tôi nhín chút một cái thời gian cá nhân. Cho nên tôi mong muốn quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn là những người thật tâm yêu mến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì quý vị hãy đồng cảm, chứ đừng có những cái câu trả lời mang tính chất tiêu cực như vậy thì luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu sẽ rất là buồn, và như vậy sẽ làm cho cái ý chí, cái mong mỏi của cái sự nhân văn của xã hội, của luật sư sẽ mất đi. Hy vọng rằng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta ngày càng được quý vị và các bạn yêu mến. Xin trân trọng cảm ơn.